Tử vi tuổi Thìn 2021, vận khí trôi sụt, cần vững vàng tâm trí. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Họ không bao giờ chịu bó buộc mình trong không gian chật hẹp, nhỏ bé. Họ luôn muốn vươn tới bầu trời cao, rộng để thỏa sức vẫy vùng và biến mơ ước của bản thân mình thành hiện thực. Khát vọng được phát triển, khẳng định bản thân của người tuổi Thìn như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn, nguy hiểm ở phía trước. Bước sang năm 2021, tuổi Thìn sẽ phải chịu sức ép lớn của Thái Tuế, khiến vận khí của con giáp vô cùng thăng trầm, biến động một cách mạnh mẽ. Vậy đứng trước sức ép lớn đó, người tuổi Thìn sẽ gặp phải khó khăn gì? Và với tính cách mạnh mẽ của mình, người tuổi Thìn có thể vượt qua được vận hạn này hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay để có thể nắm rõ được vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe của người tuổi Thìn. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quan tử vi tuổi Thìn năm 2021. Bước sang năm 2021 sẽ không còn thời kỳ bình ổn. Trái lại, cuộc sống của người tuổi Thìn trong năm Tân Sửu sẽ có rất nhiều biến động. Vận khí của tuổi Thìn trôi xuôi rất mạnh, lúc thăng hoa tột đỉnh, lúc lại tù dốc, đảo điên. Nếu không vững vàng tâm trí, e rằng bản mệnh sẽ đón một năm rất vất vả và áp lực. Bản mệnh chịu tác động lớn của cục diện và thái tuế, lại thêm kiếp tài ảnh hưởng, phương diện tài lộc biến động rất mạnh. Sẽ hao tài vì tin nhầm người, bị kẻ xấu hãm hại hoặc đối tác, bạn hàng, gian dối. So với năm 2020, công việc áp lực hơn khi mà khối lượng tăng dần, trách nhiệm càng ngày càng nặng nề. Càng lúc, khó khăn bản mệnh càng cần phải đầu tư, phát triển bản thân hơn về kỹ năng, chuyên môn và các mối quan hệ xã giao. Làm được điều đó, người tuổi Thìn mới có cơ may lội ngược dòng, phát triển sự nghiệp thêm phần sực rỡ, bất chấp hoàn cảnh tác động. May mắn trong năm, tuổi Thìn có các tinh trợ mệnh, hung tinh lấn át, cho nên tuổi Thìn làm gì cũng phải thận trọng, suy tính, lập kế hoạch rõ ràng mới tránh được thất bại. Việc làm ăn cần nghiêm chỉnh, tuân thủ pháp luật, chỉ cần có dấu hiệu mờ ám, lập tức sẽ có quán sách và thường quan tác động, vừa gây hao tài lại khiến bản mệnh vướng vào vòng lao lý. Chính vì vậy, để có một năm bình ổn, người tuổi Thìn nên mang theo bên mình kim bài thái tuế, nhằm nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh, từ đó có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển trong năm 2021. Sự nghiệp, quan vận. Thứ nhất về công việc, sự nghiệp năm 2021. Người tuổi Thìn vốn rất coi trọng sự nghiệp, nỗ lực không ngừng để có cơ hội thăng quan, tiến chức. Vì thế mà luôn được lãnh đạo, trọng dụng, đồng nghiệp tin tưởng, giao phó trọng trách. Tuy nhiên, trong năm Tân Sửu, chịu ảnh hưởng lớn từ thái tuế 2021 mà công việc bất thuận, khó khăn, làm ăn, bị tiểu nhân quấy phá, mâu thuẫn với đồng nghiệp và cấp trên. Theo đó, tinh thần bất ổn, liên tiếp phạm sai lầm khiến tiền bạc tiêu tán, uy tín giảm sút. Đây chính là thời điểm để bản mệnh tập trung phát triển bản thân, nhìn lại quá trình phấn đấu để tìm nguyên nhân tại sao vẫn chưa thể gặt hái thành quả ưng ý, thay vì cứ mải mê chạy theo danh vọng. May mắn là trong năm có thiên đức cát tinh hỗ trợ, người tuổi Thìn vẫn gặp được quý nhân phù trợ để trải nghiệm nơi cao sang để mở rộng tầm mắt. Cho nên bản mệnh cần chủ động nắm bắt cơ hội hiếm có này để có thể lội ngược dòng, thành công. Ngoài việc chủ động thì bản mệnh cũng cần sự may mắn và thuận lợi ở bên mình. Chính vì vậy, bản mệnh hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tay tam giác khai vận, thân, tí, thìn để kích tài lộc, chiếu cát lành, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ.
Đặc biệt, vòng sẽ chiêu mời quý nhân che chở và giúp đỡ công việc được hanh thông, thuận lợi, phát triển hơn trong năm 2021. Thứ hai, về quan vận, lộ trình thăng tiến năm 2021. Năm Tân Sửu, Thái Tuế Sửu Thổ chính là kiếp tài, đại diện cho đối thủ cạnh tranh, tiểu nhân, lại thêm cục diện tương phá chi phối, rồi thương quan, gây mối hiểm khích, thị phi, khiến mặt ngoại giao trục trặc, quan hệ xã hội thiếu hài hòa, bản mệnh khó mà thăng quan, tiến chức, tài lộc, tiền bạc. Phá Thái Tuế mang điềm báo về sự cản trở, tiểu nhân quấy phá, khiến con đường kiếm tiền, làm giàu của tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại. Dù nỗ lực rất nhiều, song thu về không được như mong đợi. Tài vận trong năm kém sắc, kiếm tiền khó khăn, thậm chí một số tư nhân rơi vào tình trạng phá sản, lãi không bù được lỗ, cắt lỗ liên tục. Cơ hội việc làm đã không nhiều, trong khi đó các loại chi phí gia tăng, chi tiêu khá eo hẹp. Hơn nữa, còn có kiếp tài hung thần mang điểm báo phá tài, thu nhập từ nhiều nguồn của bản mệnh giảm sút, áp lực kinh tế lớn, khó tránh khỏi những thời điểm vay mượn, nợ nần, thậm chí còn có dấu hiệu mất tiền liên quan đến pháp luật. Người tuổi Thìn cần cảnh giác bản thân, đừng vì chút lợi ích trước mắt mà vướng vào họa lao ngục sát thân. Vì vậy trong năm 2021, tuổi Thìn cần làm ăn chân chính, tránh sự mập mờ, lập cho mình kế hoạch tài chính cụ thể, có sự phòng bị trước, chi tiêu tiết kiệm đề phòng bất chắc. Ngoài ra, các thầy phong thủy khuyên người tuổi Thìn hãy mang bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Vòng sẽ giúp hóa giải các vận hạn và xua đuổi những hung tinh xung quanh, từ đó mang lại may mắn, tài lộc đến cho bản mệnh. Đặc biệt, vòng sẽ như một quý nhân bảo vệ, tương trợ tuổi Thìn trong quá trình phát triển sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư trong năm 2021. Tình duyên, gia đạo. Phá Thái Tuế đại diện cho yếu tố thứ ba xen ngang tình cảm lứa đôi, khiến đôi bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn, hôn nhân bất lợi, tình cảm đi xuống, gia đạo vì thế mà khó bề yên ổn lâu dài. Với những cặp vợ chồng vừa mới sinh con, năm 2021 tần suất cãi vã gia tăng, cần hết sức bình tĩnh và tỉnh táo, kẻo đó là cơ hội tốt cho kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình. Với người độc thân, trong năm ít có đào hoa tinh trường mệnh, tình duyên vẫn khá chắc trở. Mặc dù có không ít đối tượng vây quanh, nhưng người tuổi Thìn khó chấp nhận tình cảm vì chưa tìm được người thực sự phù hợp. Có thời điểm được Thiên Đức hợp quý nhân xe duyên, tuổi Thìn được mai mối, gặp đối tượng tốt. Tuy nhiên, tình cảm kéo dài, khó bền lâu do nội tâm nhiều mâu thuẫn. Nếu không thay đổi, e rằng tình trạng cô đơn sẽ còn kéo dài. Vì vậy, để có thể hóa giải và kích hoạt tình duyên, tuổi Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận, thân, tí, thìn. Năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bản mệnh đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó tăng vận đào hoa, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ cho người tuổi Thìn trong năm 2021. Về sức khỏe, trong năm 2021, áp lực từ công việc, tiền bạc và xung đột về tình cảm khiến tinh thần của tuổi Thìn bất ổn, nhiều lo toan, căng thẳng, vì thế mà sức khỏe giảm sút đáng kể. Tuy nhiên, phần lớn không mắc bệnh tật nghiêm trọng hay các bệnh hiểm nghèo, có ốm đau cũng qua loa, nhanh khỏi, gặp được thầy, được thuốc. Cục diện phá Thái Tuế cũng tác động khá mạnh tới phương diện sức khỏe. Tuổi Thìn nên chú trọng chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, tranh thủ nghỉ ngơi, tránh áp lực quá lớn về tâm lý và chủ động chia sẻ, tham gia các hoạt động tập thể để giải tỏa áp lực, nâng cao đời sống tình cảm. Ngoài ra, bản mệnh cần chú ý vấn đề an toàn khi đi lại hoặc lao động, đề phòng tai nạn bất ngờ ập tới, hạn chế tới những nơi đèo cao, vực sâu, đề phòng bất chắc. Và có thể đảm bảo hơn nữa thì người tuổi Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Vòng sẽ giúp bản mệnh hóa giải cục diện, xua đuổi hung tinh và vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh, bảo vệ người tuổi Thìn trong năm 2021. Chi tiết tử vi 2021 cho từng tuổi Thìn. Thứ nhất, tử vi 2021 tuổi Nhâm Thìn, sinh năm 1952, trường Lưu Thủy. Bước sang năm 2021 cho thấy tuổi Nhâm Thìn và Thái Tuế hình thành nên cục diện tương phá, gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ của những người sinh năm 1952. Vấn đề chủ yếu xảy ra giữa anh em, con cháu trong nhà, mọi người thường xuyên mâu thuẫn, xung đột, gây rạn nứt tình cảm. Quan hệ giữa hàng xóm láng giềng cũng không được yên bình, dễ nảy sinh tranh chấp, thậm chí còn gây ảnh hưởng đến tài chính. Thương quan cũng gây ra những tác động không tốt
sẽ khiến bản mệnh vướng phải chuyện thị phi. Vì thế trong năm nay, tuổi Nhâm Thìn chú ý giữ mình, chớ hành xử nông nổi, tự sức lấy rắc rối cho bản thân. Thứ hai, tử vi 2021 tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Năm nay có thể nói là một năm khá khó khăn đối với người sinh năm 1964 bởi bản mệnh phải đương đầu với cục diện Sửu Thìn tương phá. Vì vậy, sự nghiệp của bản mệnh khó có thể đạt được những bước tiến thuận lợi, mục tiêu đặt ra cũng khó có thể hoàn thành được như mong muốn, thậm chí còn dễ vướng phải chuyện thị phi do đồng nghiệp, bạn bè gây ra. Tình hình tài chính cũng không có nhiều dấu hiệu tích cực, nếu nóng vội đầu tư có thể rơi vào cảnh tổn thất không đáng có. Các mối quan hệ xã giao không thuận lợi cũng ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp cũng như đường tình duyên của bản mệnh. 3. Tử vi 2021 tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, già trung thổ. Năm 2021 không phải là một năm quá thuận lợi đối với người tuổi Bính Thìn. Vì vậy mà bản mệnh cần chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối diện với khó khăn. Thực chất, tuổi Bính Thìn vẫn còn khá trẻ tuổi, do đó chớ nên vội vàng thỏa hiệp hoặc đầu hàng trước vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Hãy coi những biến cố mình gặp phải như một đòn bẩy để mình có thể thăng tiến hoặc đạt được những thứ hạng vượt bậc hơn trong tương lai. Chuyện đầu tư, kinh doanh chớ nên vội vàng, cần thăm dò rõ ràng tình hình thị trường trước khi đưa ra quyết định. Các mối quan hệ xã giao không thuận lợi cũng là yếu tố cản trở thành công. Thứ tư, tử vi 2021 tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, Đại Lâm Mộc. Người tuổi Thìn sinh năm 1988 phải đối diện với một năm đầy trắc trở. Bản mệnh sẽ vướng phải cạnh tranh với đồng nghiệp, đối thủ khiến tinh thần luôn rơi vào trạng thái căng thẳng. Bên cạnh đó, kẻ tiểu nhân luôn rình rập khiến bản mệnh khó tìm được lúc thả lỏng tinh thần. Nếu không có cách giải tỏa những điều này thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tình hình sức khỏe. Tình hình kinh tế cũng không mấy dư giả, bản mệnh cần chú ý chi tiêu, không nên vội đầu tư vào những hạng mục thu lãi lớn trong một khoảng thời gian quá ngắn. Thứ năm, tử vi 2021 tuổi Canh Thìn, sinh năm 2000, Bạch Lạc Kim. Năm 2021, người tuổi Canh Thìn, có thể phải học cách một số việc không được như mong muốn của mình. Trải qua việc này, có thể bản mệnh sẽ trưởng thành hơn và dũng cảm hơn khi đối diện với cuộc sống. Quan hệ xã giao của tuổi Canh Thìn trong năm 2021 không lý tưởng cho lắm. Vì vậy bản mệnh cần phải mở lòng hơn trong giao tiếp với mọi người, đồng thời không nên chấp nhận người khác vì những sự cố không ai mong muốn xảy ra. Tình cảm gia đình không mấy thuận lợi cũng là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến tinh thần và cảm xúc. Cho nên bản mệnh cần phải có cách cân đối hoặc giải quyết sao cho hợp lý, chớ nên đẩy mọi chuyện lên quá cao khiến cho người trong cuộc đều phải chịu tổn thương. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi năm 2021 của tuổi Thìn. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui khi được phục vụ và quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.